Ok, chúc mừng các bạn đã đến với bộ video hướng dẫn về affiliate marketing với Clickbank. Chúc mừng các bạn đã đến với con đường tạo thu nhập thụ động, kiếm tiền trên mạng chỉ với một chiếc máy tính và người Việt Nam. Chúng ta có thể là bán hàng bên kia, bán cầu và nhận hoa hồng, lấy hàng của người Mỹ, bán cho người Mỹ, hoặc lấy hàng trên toàn thế giới và bán trên toàn thế giới, miễn ở đâu có internet và nơi đó là chúng ta có thể lấy được các sản phẩm với nhau cung cấp. Ok, bây giờ Hường sẽ bắt đầu với video Clickbank là gì, tại sao mà mọi người hay nghe là chúng ta có thể kiếm tiền với Clickbank. Video đầu tiên Clickbank là gì? Thì Clickbank là một cái network đầu tiên và khá uy tín để chúng ta có thể dễ dàng bắt đầu trong lĩnh vực affiliate marketing là gì ha. Bây giờ Hường sẽ bắt đầu nói về Clickbank trước, rồi sau đó Hường sẽ nói về affiliate marketing cho mọi người hình dung hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với một cái sơ đồ như thế này. Ok, Clickbank là gì nha? Là một network mà lên đó chúng ta có thể lấy sản phẩm và bán sản phẩm trên đó và nhận hoa hồng. Mọi người tưởng tượng như thế này nè. Đây là Clickbank. Một cái trang trên đó có rất là nhiều sản phẩm. Mình lên đó mình bán, mình lấy sản phẩm mình bán được sản phẩm nào thì mình sẽ nhận hoa hồng. Sau khi mà nhận hoa hồng rồi thì chúng ta sẽ chuyển hoa hồng về về trung gian, một cái ngân hàng trung gian, thay về chuyển trực tiếp về Việt Nam thì chúng ta có một cái ngân hàng trung gian nữa. Mình là một affiliate thì mình nên có những cái tài khoản trung gian đó, những tài khoản mà có thể sử dụng được toàn cầu. Bây giờ Clickbank thì chúng ta sẽ chuyển với, ở Việt Nam chúng ta sẽ chuyển về Payoneer. Còn nếu như mà các bạn đang là người Việt ở bên nước ngoài mà có tài khoản của bên nước ngoài ấy, thì chúng ta có thể là chuyển về trực tiếp cái ngân hàng ở bên nước ngoài luôn, tùy vào cái nước đó là nước nào. Có một số nước thì có thể chuyển trực tiếp về luôn, nhưng một số nước thì không chuyển được, ví dụ như Việt Nam mình. Thì không sao, mình có thể chuyển về Payoneer, cái này cũng khá là đơn giản. Một cái ngân hàng tài khoản tên là Payoneer ha. Rồi từ Payoneer chúng ta rút về ngân hàng Việt Nam khá là dễ dàng thôi. Ngân hàng Việt Nam, ví dụ như là Vietcombank, ACB, Techcombank, BIDV, vân vân, ngân hàng nào cũng được. Rồi, bây giờ cái trang này thì là cái trang có rất là nhiều sản phẩm trên đây. Như vậy thì nhiệm vụ của mình thì làm thế nào để bán được? Làm thế nào để có nhiều khách hàng? Làm thế nào để bán được? Đấy, cái câu đó là cái câu quan trọng. Và cái câu thứ hai giải quyết trong cái bộ video này luôn cho các bạn, đó là ngoài Clickbank ra còn những kênh nào? Còn kênh nào kiếm tiền được? Hường sẽ nói về affiliate marketing. Thì chúng ta có thể là mở rộng thêm về affiliate marketing để chúng ta có nhìn rộng hơn về làm thế nào để có thể tạo thu nhập thụ động với affiliate marketing được ha. Rồi, ok, đó là khái quát. Bây giờ mình thử lên clickbank.com. Lên clickbank.com. Đấy, thì sau khi tạo một tài khoản ở trên clickbank.com, video số 2 Hường sẽ hướng dẫn tạo tài khoản ở trên clickbank rất là đơn giản không? Thì sau khi tạo tài khoản rồi, mọi người có một cái ID. Người ta sẽ cấp cho mình một cái ID. Thì chúng ta bấm vào một affiliate marketplace ở đây. Ở đây có rất là nhiều cái ngách sản phẩm. Trên Clickbank thì có vài nghìn sản phẩm ở trên đây hết cả nhà. Vài nghìn sản phẩm trên đây, bây giờ coi thử mình thích nào. Mình thích về giải trí hay mình thích về cá cược, về kinh doanh, về máy tính, về nấu ăn hay về kinh doanh trên internet, giáo dục, chơi game, sản phẩm xanh, sức khỏe, vân vân. Nếu mà chúng ta chưa có giỏi tiếng Anh thì mình cứ dịch sang Google, lên Google dịch. Mình sẽ cài cái tiện ích Google dịch trong đây, mình dịch một cái là ra hết thôi, không có sao cả. Rất là nhiều người không giỏi tiếng Anh mà thu nhập rất là cao từ cái Clickbank này. Rồi ví dụ như mọi người thích ngách về sức khỏe, thích chăm sóc sức khỏe, thích quảng bá những sản phẩm liên quan sức khỏe thì chúng ta nhấp vào cái mục Health and Fitness. Thì nó sẽ liệt kê ra rất là nhiều cái sản phẩm ở đây. Nếu như chúng ta bán được sản phẩm này, chúng ta sẽ được trung bình là 67,07 đô hoa hồng. Bán sản phẩm này thì được 38 đô hoa hồng. Đấy, cái sale đầu tiên của nó là 38,86. Người ta viết như thế này có nghĩa là trung bình mỗi cái đơn mình ấy, mình bán thì mình sẽ được là 38,86 đô. Mỗi trung bình mỗi người họ mua hàng của mình thì họ sẽ mua là sản phẩm này là 76,53 đô, sản phẩm này là 33,61 đô. Ví dụ mình thích sản phẩm này đi, trái tiểu đường, làm sao để điều trị bệnh tiểu đường. Mình đang tiếp cận đến cái tệp khách hàng đó là những người họ muốn chữa bệnh tiểu đường ở nhà, thì mình thích bán sản phẩm này, mình bấm vào nút promote, mình điền cái ID của mình vô. Lúc tạo tài khoản thì mình sẽ được cấp một cái ID ha, đơn giản lắm. Video số 2 sẽ học cách tạo tài khoản. Bấm generate thì lúc này cái link này
Kể từ thời điểm này, mình cứ đưa cái link này đi quảng bá tiếp cận đến những người có nhu cầu chữa bệnh tiểu đường. Họ click vào cái link này, họ xem, họ thấy cái trang sản phẩm này, họ thấy cái trang sản phẩm này là quảng bá ok, có cái video có một người nào đó nói trong này, nhà cung cấp họ làm cái video này cho mình ha. Rồi nếu mà khách hàng của mình người click, họ cảm thấy sản phẩm này ok, họ click vào nút add to cart, họ mua hàng, thì chúng ta sẽ có là 43,04 đô hoa hồng ha. Còn nếu mà họ xem video họ không thích thì nó sẽ tự động xuất hiện một cái trang bài test, cái bài văn bản ấy, để khách hàng của mình họ click cho họ xem. Thì ở đây mọi người đừng lo, đó là chúng ta không giỏi tiếng Anh, bởi vì mình chỉ cần biết một điều, khách hàng của mình là những người giỏi tiếng Anh, là những người nói tiếng Anh, được sử dụng bản xứ ngôn ngữ tiếng Anh là được, thì chắc chắn họ sẽ hiểu video và họ hiểu cái nội dung test, thì mình không cần phải hiểu quá nhiều về tiếng Anh đâu ha. Sau khi mà mình đưa cái link này đến, họ click vô thì chúng ta sẽ có là 43,04 đô hồng ha. Vậy nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta không phải việc tạo tài khoản, cũng không phải là việc lấy cái link đơn giản như thế này, mà nhiệm vụ của chúng ta làm thế nào để đưa cái link này đến đúng khách hàng tiềm năng, đưa đến những người ở bên Mỹ, Úc, Canada, New Zealand hay là ở nước Anh này nọ, những người ở quốc gia đó, những người họ sử dụng tiếng Anh và họ có khả năng mua hàng lớn đấy. Làm sao nào để mình tiếp cận đúng cái người mà đang muốn chữa bệnh tiểu đường đó mới là cái quan trọng. Làm nào để đưa cái link này đi thì cái điều đó mới là cái quan trọng nhất ha. Rồi từ từ video sau sẽ nói thêm. Như vậy thì Clickbank là gì? Clickbank là một cái trang thương mại điện tử mà lên đó chúng ta có thể quảng bá các sản phẩm trên đó và nhận hoa hồng. Ví dụ như là ở Việt Nam mình thì có Unica, AccessTrade hay là Edumore v.v. thì mình có thể quảng bá các sản phẩm trên đó và nhận hoa hồng. Tuy nhiên có một sự khác biệt, đó là hoa hồng khi mà chúng ta quảng bá tại thị trường Việt Nam thì khá là thấp so với Clickbank. Mọi người thấy rồi, Clickbank mình thấy có thể 30-40 đô một đơn hàng là chuyện rất là bình thường, lên cả 100 và 100 đô có. Thì 30-40 đô có nghĩa là có thể là 6, 7, 8, 900, 1 triệu một đơn lời như vậy. Còn nếu mà bán sản phẩm ở Việt Nam thì nếu các bạn thích các bạn có thể làm, tuy nhiên là hoa hồng nó hơi thấp so với mình quảng bá tại thị trường nước ngoài. Mình kiếm tiền đô, mình có thể ngồi mình cầm máy tính mình bán cái sản phẩm ở bên kia bán cầu ấy, thì chúng ta sẽ có là thu nhập là đô thì nó sẽ cao hơn. Và cái tỷ suất hoa hồng ở trên Clickbank thì khá là cao ha, chúng ta có thể nhận được từ 50% cho đến 95% hoa hồng của một giá trị của một đơn hàng. Tại vì trên Clickbank chủ yếu là những sản phẩm số, ví dụ như là về khóa học, những cái cuốn ebook, những cái chương trình, những cái phần mềm này đó, thì khi mà khách hàng order một cái thì sẽ được nhận luôn cái ebook, cái khóa học hay là cái phần mềm nào đó qua email luôn, nên là không có tốn công vận chuyển, và cái người sản xuất họ cũng chỉ sản xuất có một lần, nên là cái tỷ suất hoa hồng của mình nhận được ở trên các sản phẩm Clickbank nó rất là cao, có thể là 50% cho đến 95%, thậm chí một số sản phẩm người ta cho mình luôn 100% hoa hồng luôn. Thì từ từ Hường sẽ giải thích tại sao người ta có thể cho luôn cho mình số hoa hồng, mà cái số tiền mà họ kiếm được ha. Hoa hồng của Clickbank như thế nào, mọi người có thể xem qua doanh số của các bạn trong chương trình 90 Days Up. Và ngoài ra các bạn đừng quên là like cái fanpage Sách Laptop lên và đi đây, fanpage này. Rồi bây giờ mọi người hãy xem về một số cái thành quả rất là nhiều bạn ở Việt Nam đã làm được. Đây, tức là những con số này mới bắt đầu thôi, những bạn mà họ mới bắt đầu khoảng cứ 1, 2, 3 tháng vậy đó. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là doanh số của các bạn như thế này đấy, có hôm là được 300 đô như vậy đó. Mọi người thấy không? 188 đô, 149 đô mỗi ngày. Tức là ngày 13 tháng 2 năm 2020 vừa rồi đó. Các bạn thấy đều đẹp không? Rồi có hôm được 99 đô, hôm được 131 đô. Tức là chúng ta có thể quảng bá nhiều sản phẩm. Ta làm một cái chiến dịch quảng bá một sản phẩm, sau đó chúng ta làm tiếp một chiến dịch khác. Làm trên Clickbank có N sản phẩm rất là nhiều. Và chúng ta sẽ chọn những cái ngách phù hợp để chúng ta làm. Đấy, mọi người thấy không? Doanh số của các bạn. Đây là doanh số năm 2020, ngày 26 tháng 1 năm 2020, tức là mùng 1 Tết đó. Còn đêm 30 Tết ngày 25 tháng 1 thì bạn được 490. Còn ngày mùng 1 thì được 432 ha. Nói chung là các bạn có thể thấy là
doanh số của các bạn cam kết làm ClickBank. Hường không nói là dễ, nhưng mà chúng ta làm nó sẽ cam kết đủ lớn thì cái con số mang lại của chúng ta sẽ thực sự là xứng đáng với thành quả của mình. Đây này các bạn có thể nhìn thấy một tuần được 1 năm 25, đây là của các bạn khác nhau ha. Rồi bây giờ mọi người có thể tham khảo thêm, lên coi doanh số để chúng ta có thêm nguồn cảm hứng để bắt đầu một cái hành trình kiếm tiền ở trên mạng với ClickBank này, qua cái chỗ doanh số học viên ClickBank này nè. Hường có đăng một cái tạo nguồn cảm hứng, Hường có thể để ở bên cạnh cái phần mô tả. Ngoài ra thì mọi người đừng quên là like cái fanpage Sách Laptop Lên Tờ Đi. Nơi đây Hường cũng cùng Hường vào đội nhóm cũng sẽ chia sẻ nhiều về affiliate marketing, không chỉ trên ClickBank mà làm thế nào để chúng ta có thể tạo thu nhập thụ động với ClickBank. Ngoài ra thì các bạn đừng quên tham gia vào group, tham gia vào group là Sách Laptop Lên Tờ Đi. Đấy, ở group này thì chúng ta cũng sẽ học tập và chia sẻ với nhau về affiliate marketing ha. Có rất là nhiều thành viên của đội nhóm, họ chia sẻ mỗi ngày cho mọi người về affiliate marketing. Rồi ngoài ra thì đừng quên follow Hường. Đây Facebook của Hường đây, facebook.com/tomatohường. Thì mọi người tốt nhất là nên follow, tại vì ví dụ như các bạn ấy, Hường accept ok các bạn xong rồi, ví dụ sau một thời gian làm marketing thì chúng ta thường có thói quen đó là chúng ta lọc với bạn không tương tác ấy. Nếu mà mọi người kết bạn rồi sau một thời gian cái Hường dùng phần mềm lọc tương tác, cái vô tình các bạn lại bị rời đi hả. Rồi ngoài ra thì đừng quên subscribe kênh YouTube của Hường. Kênh YouTube của Hường thì nó cũng là youtube.com/tomatohường. Đấy. Rồi Hường sẽ nói về đội nhóm, nếu mà các bạn có thể tham gia vào đội nhóm affiliate marketing ha. Ok, xong video số 1 affiliate marketing là gì. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video sau, nhớ subscribe kênh YouTube ha. Đăng ký.